chúng ta chỉ soi được phần tai ngoài và phần miệng nghĩa là từ phần tai là toàn bộ phần tai trong chúng ta sẽ tìm được. Nên khi mà nhận xét vị trí từ hình ảnh nội soi ở tai, các bạn chú ý rằng là đem nội soi ống tai nào, tai bên nào nhất sẽ đừng nói là soi gì ở tai, đây là tai phải hay tai trái. Nếu như bạn nói tai phải tai trái thì sẽ cùng bao gồm rất là nhiều những cạnh của vành tai ống tai, móng tay giữa cho đến tay trong, chúng ta phải mô tả. Tại vì một xoay chúng ta sẽ có ống tay này luôn, chúng ta trả lời là ống tay này, tay trái hay ống tay này, tay phải, ok chưa nào? Nhá. Mà đối với hình ảnh cũng như chúng ta thì xoay thì một xoay không như trái hay không như bên phải, bên phải, chưa? Ok chưa nào? Thế còn đối với hình ảnh của xã học, chúng ta phải nói rằng là đây hình ảnh học mà mũi, học vừa, chưa? Học quả, chưa? Tiếp theo là cái thứ hai trong cái phần mà vừa trình bày thứ hai, chúng ta phải mô tả hình ảnh. Trong mô tả hình ảnh chúng ta phải mô tả đó là mô tả những cái mức giải phẫu mà chúng ta quan sát được trong cái hình ảnh như sau đó, đúng không? Đấy, thì chúng ta phải mô tả tất cả những mức giải phẫu chỉ trên hình ảnh này bao gồm những mức gì. Ví dụ chúng tôi lấy rằng là chúng ta nghĩ rằng là các bạn phải đây là nếu như các bạn không chỉ được, các bạn phải liệt kê ra. Đây là trên hình ảnh của soi gì ạ? Ta ống tai màng nhĩ thì rất là nhiều, có phần ống tai là một này, hình ảnh màng nhĩ thì gồm có thứ nhất đó là phần gì ạ, mũi ngắn này, búa này, cái túi nhĩ này, màng căng màng trùng này, đúng không? Ok chưa nào? Đây là những mốc giải phẫu đúng không? Thứ hai là chúng ta gì ạ, mô tả về sang tổn thương. Đứng trước một hình ảnh thì cũng có thể nó là bình thường, cũng có thể là nó có gì tổn thương đúng không? Nếu nếu bình thường thì chúng ta phải mô tả theo hướng bình thường. Là ví dụ là một hình ảnh mà màng nhĩ bình thường nó làm như thế nào? Đấy, ví dụ như là màng nhĩ thì làm sao? Trắng bóng sáng đúng không? Đấy, không xẹp không gọn đúng không? Không có lỗ thủng đúng không? Thì đấy là hình ảnh màng nhĩ bình thường. Thực ra chúng ta thì không đỏ, không đấy, không điểm, không nề, không có dị vật, không có cái tai, không có gì đặc thù ở trong tai. Đấy là hình ảnh của tai bình thường đúng không? Hay hình ảnh cũng như thế nào đó, vân vân, chúng ta nói ra. Thế còn nếu có tổn thương thì chúng ta mô tả tổn thương, ví dụ như là tổn thương ở đâu, ví dụ như là trên mạng chúng ta đánh giá hoặc là da ống tai như thế nào, màu sắc da ống tai nó có đỏ không, có nề không, có nhọt ống tai không, đúng không? Màng nhĩ thì trên hình ảnh màng nhĩ thì nó có bị xẹp, có lõm hay không, đúng không? Nó có lỗ thủng hay không? Lỗ thủng thì nó nằm ở đâu, đúng không? Đấy. Và từ cái nhận xét, từ cái mô tả cái tổn thương cho đến thì nhận định cái tổn thương đó, đúng không? Mô tả cái vị trí giải phẫu và nhận định tổn thương, chúng ta sẽ đưa ra cái chẩn đoán sơ bộ, đúng không? Chẩn đoán sơ bộ thì có thể là một hoặc nhiều chẩn đoán. Và từ những cái chẩn đoán sơ bộ đấy, chúng ta sẽ liệt kê ra những triệu chứng cơ năng mà có thể gặp đối với bệnh lý đó. Chẳng hạn sau đây ví dụ như là nếu như chẩn đoán sơ bộ của bệnh nhân mà bị viêm ung thư, chúng ta phải nhớ cái triệu chứng cơ năng của viêm ung thư gì. Đầu tiên là gì, khi tiếp xúc với lại viêm thì nhiễm nhát hơi, đúng không? Chảy trong đúng không? Trong viêm gan thì bệnh nhân như thế nào các bạn nhớ được đấy. Hoặc là đối với lại viêm gan cấp thì bệnh nhân như thế nào, triệu chứng cơ năng của bệnh nhân như thế nào đấy, có thể sốt đau đúng không đấy, rồi viêm họng cấp như thế nào vân vân vân, các bạn phải nhớ được triệu chứng cơ năng của từng bệnh đúng không, chúng ta phải để chúng ta liệt kê ra triệu chứng thế nào nhá. Thì như vậy là chúng ta có gì ạ, có bốn mục tiêu, bốn mục tiêu chúng ta đánh giá đấy, vị trí hình ảnh của soi, mô tả hình ảnh của soi, trong mô tả thì có mô tả mức giải phẫu và mô tả gì của tổn thương đấy, và đưa ra chẩn đoán sơ bộ, có thể chẩn đoán sơ bộ có thể một hoặc là nhiều chẩn đoán. Ví dụ nhìn nhìn thấy cái dịch trong ở bệnh viện này, các bạn có thể chúng ta nhận xét là nếu như không quan sát được tiếng dưới nề nó không tốt, chúng ta có thể đánh giá là nó xảy ra hai trường hợp, một là có thể là viêm mũi tiến hoặc có thể là viêm cấp, đúng không? Vì chúng ta có thấy quần lưỡi như thế nào đâu, không đủ hay không, nó có bị gì à, quái quá, không bị gì à, đúng không? Chúng ta đưa ra là viêm mũi hay là viêm, nên là chúng ta có thể đưa ra gì à, một hoặc hai hoặc là chín hoặc ba chẩn đoán tương ứng với lại cái tổn thương này chúng ta đã gì, đã mô tả, bạn hiểu không? Và chúng ta sẽ đi vào từng cái tổn thương của từng cái phần một, chúng ta sẽ đi vào tổn thương đầu tiên của bạn hai. Cái đầu tiên là tai thì các bạn phải biết được hình ảnh bình thường đã, đúng không? Các bạn thì ở đây thì chúng ta sẽ đầu tiên là cái câu đầu tiên là gì ạ? À, tai đi, ống tai nằm như tai bên nào? Các bạn sang dựa vào cái hình ảnh đó là trục của tai, đúng không? Dựa vào cái nón xám, dựa vào cái phần gì ạ? Cũng là cái cảm xúc muốn quay như thế nào? Cái trục tai bên nào thì các bạn thấy đổi cảnh nằm như ở cái tai đó. Ví dụ như là cái tai thì nó như trái, đúng không? Cái phần bố ngắn, đúng không? Cán ở bên trái, đúng
vâng, phần nó sáng ở bên trái thì nó là năng tích cực bên trái vâng. Đấy. Yeah. Như vậy là chúng việc xác định là ống tai nằm trong nào nó khá là đơn giản đúng không? Đấy. Như vậy thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh nhất là cái phần bốn năm phần cán quay sang bên trái, đây chắc chắn là hình ảnh nằm tai bên trái đúng không? Đấy. Và đây thì chúng ta nhìn thấy cái da ống tai đúng không? Nhất là nó gì ạ? Không đỏ đúng không? Đấy. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ về cái mức cảm xúc. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy phần da ống tai đúng không? Chưa? Về hình ảnh và những gì chúng ta sẽ thấy rằng là ta nhìn thấy phần gì ạ? Một bán đen đúng không? Nó từ đầu kim đúng không? Một phần cán xương búa đúng không? Giữa là giống như đúng không? Ở đây là phần ngang kia. Ở đây là phần ngang căng. Ở đây là nón gì ạ? Sáng không? Cái trên đấy là hình ảnh màu sắc của ngang những việc sao? Trắng, sáng, bóng đúng không? Không có lỗ thủng, không xẹp, không đỏ. Thế là chúng ta đang vô tả hình ảnh gì? Thế nếu mà nó có bệnh lý thì nó có thể là gì? Xẹp, nó có gì ạ? Mà là trong phòng nó có trong dịch nó có thể là phồng, có thể là sinh huyết đúng không? Đấy. Như vậy là gì ạ? Khi mô tả thì các bạn lưu ý rằng là trong mô tả cái lỗ thủng và trên màn nhĩ thì các bạn phải nhớ rằng là chúng ta phải mô tả thứ nhất là cái lỗ thủng của màn nhĩ nằm ở vị trí nào là gì? Màn nhĩ chia ra làm bốn phần đúng không? Một phần phía trên, một phần phía dưới, một phần phía sau, một phần phía sau trên. Chúng ta phải mô tả rằng là lỗ thủng của nó nằm ở vị trí nào. Đấy, một phần phía dưới là dưới hay là sau dưới hay là sau trên hoặc là ở giữa trung tâm của màn nhĩ, các bạn phải nói ra đúng không? Thứ hai là chúng ta phải mô tả được về cái gì ạ? Kích thước của lỗ thủng, lỗ thủng nhỏ vừa hay lỗ thủng rộng, lỗ thủng nhỏ vừa hay rộng, dựa vào kích thước của lỗ thủng so với lại toàn bộ cái gì ạ? Màn nhĩ. Nếu như mà gì ạ? Nhỏ hơn 1/3 so với kích thước của màn nhĩ thì là lỗ thủng nhỏ, còn từ 1/3 cho đến 2/3 là lỗ thủng vừa và trên 2/3 là lỗ thủng rộng. Như vậy nếu như mà một lỗ thủng mà nằm trọn vẹn ở một góc nào đó của màn nhĩ đúng không, nằm ở trong 1/4 rồi đúng không, thì đó là lỗ thủng gì? Vì 1/4 nó sẵn sàng nó bằng ba thôi, đơn giản. Còn nếu như ở giữa thì chúng ta tùy tâm thôi, chả ai lo để tính xem lỗ thủng nó so với trước màn nhĩ như thế nào đúng không. Đấy, nếu như nằm trọn ở một góc nào đó thì chúng ta sẽ rất rất đẹp thì nó sẽ nhỏ hơn và chúng ta phải mô tả để bờ lỗ thủng tròn nó có gọn hay không, bờ nó nhăn nhở và cái tính chất của nó có gì, nó sát xương hay không, các bạn phải mô tả ra chưa, ok chưa nào. Đấy, hay là nó có bị xẹp, có bị rỗng hay không, cán xương múa có bị trơn ra không đúng không, trong hòm nhĩ có dịch hay không hay là nó có phồng được chưa. Đấy. Như vậy là gì ạ? Nếu như là bình thường thì chúng ta như chẳng phải bình thường, còn nếu mà tính thì chúng ta tìm nhau trong mức độ tổn thương để chúng ta đánh giá được tính được chưa, không chưa nào nhá. Vậy tôi mô tả được hình ảnh cho bạn nghe. Thứ nhất là điểm, đây là hình ảnh của tai nạn diễn ra bên trái, xong tôi thứ nhất chưa. À, tiếp theo là mô tả gì? Mô tả không bệnh nó không? Có gì ạ? Thế là có phần tai, phần tai, phần tai này. Phần nghĩ thì cũng có phần gì ạ? Mô nắng, phần cả xương hố, phần nghĩ này. Phần bằng chúng, phần bằng răng, phần bằng sáng. Đúng không? Xong, xong cái phần đấy chưa? Xong mô tả về xong cái mô tả không chưa? Tiếp theo tổn thương này. Màn nghĩ trắng sáng, không sẻ không có. Trên màn nghĩ thì làm sao? Không có lỗ thủng đúng không? Có nghĩ không có dịch đúng không? Xe ống tai thì không hề không thấy đúng đỏ đúng không? Nhưng xem đưa ra nhận được luôn. Đây là hình ảnh ống tai màn nghĩ tai trái bình thường. Và khi bình thường như vậy thì có triệu chứng gì không? Không, ai bảo không? Ai bảo không? Có thể có. Có thể có triệu chứng. Do nếu như tổn thương có ở vai trong có thể là theo vùng da nghe kém không có thể có nhá, nếu như bạn có thể có, nếu như có tổn thương ở vai thì sao đúng không, đúng chưa nào. Vừa nói về phần bài tiếp tục một thôi, sau đó tai mà nghĩ có tổn thương đấy đúng không. Đấy, triệu chứng có thể có. Đấy. Và đây thì tôi đưa ra để là bốn hình ảnh các bạn có thấy, nhất là đây là cái tai bình thường không nói nhá. Và bây giờ tôi chỉ mô tả những cái tổn thương thôi, tức là những cái mức cả tổn thương là cái câu đầu và một nửa câu hai, tôi không trả lời cho bạn nữa nhé, đúng chưa? Đúng không? Tôi nói thẳng thật là ở đây thì bạn sẽ nhận rất là rõ ràng cái tai ống tai nó ra trong một người mới học hết, chúng ta nhận định nó là gì, viêm ống tai. Còn đương nhiên khi các bạn mô tả các bạn thấy là hình ảnh ống tai bên trái trên hình ảnh này nhất có tai ống tai này đúng không? Đấy.
kiệu hình kiệu. Vâng, đúng không? Đấy, tổ chức là gì ạ? Là những thị trạng sáng của con. Rồi sáng các con có thủ tinh tần ra hông ta thì đỏ không biết. Đấy, thứ nhất là chẩn đoán là viêm tai. Viêm tai thì viêm tai không có gì. Không. Con có thể là gì ạ? Con viêm tai. Không. Nghe thì bình thường nếu là viêm tai, đúng không? Nhưng có thể là cái tổ chức này xong thì thôi. Nhưng mà phía trên bên trái. Tại vì chúng ta như này, nếu như mà trên lâm sàng mà chúng tôi đưa ra thì đứng trước một bệnh nhân này mà có vùng tay cái tất cả của người trong lòng như thế. Vì sao thế? Vì bệnh nhân khi mà tổ chức tay xong bắt đầu vùng tay, bắt đầu vùng tay, cái vùng tay nó sẽ xuất hiện trước. Bắt đầu nó khoái tay thì nó đỏ ra. Không bao giờ cũng phải là trình đấy tầm tiền tổ chức tay xong thì thôi, nhưng mà đấy không cần bảo các bạn. Các bạn chỉ cần là viêm một tay và các bạn đưa ra sự chứng đau tay thì nó một diện không phải sự lựa chọn không ai bạn. Tiếp theo là gì ở cái hình ảnh này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có điện, có dãy tai đúng không? Đấy, phần đầu tai thì đỏ ngắn như kiểu sẹo. Như vậy thì chúng ta nhận được cái tổn thương là gì? Là gì? Nó là một cái viêm ống tai. Viêm ống tai. Còn hình ảnh đây thì chúng ta là đầu ống tai. Tuy nhiên rằng hình ảnh trái là viêm ống tai. Tôi muốn đưa ra để các bạn nhận định là cái tổn thương của bạn là tổn thương gì ạ? Tổn thương gì ạ? Tổ chức trắng đâm ở trong ống tai, nó bị hiện đâm ống tai. Còn cái phần ngắn nghĩ này thì gần như chúng ta rất là khó để chúng ta nhận biết ống tai nằm như thế nào. Thôi không hỏi phía dưới bên phải là nghĩ đến nấm ống tai. Cái tổ chức đây nếu như chúng ta tổ chức này các bạn mô tả là cái biểu bì dạng gì ạ? Dạng nấm, dạng nấm như đến gì ạ? Nấm tiếng ống tai. Còn đương nhiên nếu như mà đưa ra một cái là một cái tổ chức mà con nấm lại bao giờ tôi đưa ra một cái nhảy nào đi kèm theo đó rõ ràng hơn để các bạn nhận thức đó là vị trí của chúng ta nằm tại bên nào nhá. Thế còn tiếp ở đây thì chúng ta có nhìn thấy rằng là cái này rất là gì? Đó là những kẹo bóng đúng không? Rồi chung biết dọc theo thì là chung biết. Và chúng ta nghĩ đến gì? Nếu là cái phản ứng sinh viên và cái viêm tai giữa cấp và đặc biệt đó chính là thế nào về cái đó khác. Viêm tai giữa thấp đây là xuất hiện ở hình ảnh phía trên bên trái. Vú bò là giai đoạn vú mổ, ngoài mắt kính lúc mổ thì sẽ có hình ảnh vú bò nha em ạ. Đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là gì ạ? Đây là hình ảnh gì ạ? Tai nằm bên tai trái đúng không? Hình ảnh thứ nhất là phần cấu ngắn phần cá sinh vú nhô ra đúng không? Vâng. Màn kính thì làm sao? Sáng có trong hồng thì có gì ạ? À, có gì? Có gì? Viêm tai giữa thanh dịch. Chỉ có vùi tai với lại nghe kém. Nặng ở trong tai đúng không? Đây là trái, đây là trái, là dưới là trái, ở trên đây là trái, trái này. Cái kia là phải. Đây là ống thông khí, đúng không? Nhưng mà đặt ống thông khí như thế này thì nó sẽ là một cái giống như một cái vòi như thế này, đúng không? Để nó cân bằng áp lực tai nữa là môi trường bên ngoài như vậy thì nó sẽ không bị gì. Phù trang áp lực, đúng không? Đấy, để nó thoát dịch ra. Như vậy là chúng ta nhìn chúng ta mới đặt là sau cái đặt ống thông khí của bên tai liệu cái ống dịch. Ở đây cũng là một cái viêm tai giữa cái dịch đúng không? Và đây nó là một cái gì ạ? Sạc nhĩ đây đúng không? Sạc nhĩ do khi mà cái dịch ở trong tai giữa nó hết rồi đúng không? Cái màng nhĩ nó bị tiêu đi và cái màng nhĩ nó mỏng, nó bị tàn mùi của đi.
làm như lõm ấy. Xem chị, xem ở đây các bạn nhìn, nhìn dưới con hàng xem như là phía trên bên phải. À, cũng bị lõm, xẹp đây cũng thế, đúng không? Ở đây thì chúng ta thấy rằng là đây nó là một hình ảnh của cái tay. Như vậy là xong cái phần tai, chúng ta chuyển sang phần họng nhé. Như vậy phần họng thì chúng ta sẽ thấy là mở à, có họng mũi họng miệng các bạn đúng không? Thế là họng mũi thì nó gồm có gì không? Cái này nhỉ? Nói rồi đúng không? Sáu thành đúng không? Nhưng mà khi mà nó xoay thì chúng ta có thể